Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 27 tháng 12 và ngày 28 tháng 12 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu và lệch ra phía đông. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm và sáng sớm trời se lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài khơi, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thủy văn mực nước tại Gành Hào cao nhất 2m15, xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12. Thấp nhất âm 1m45 xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12. Mực nước tại Phước Long thấp nhất 0m74 xuất hiện lúc 19 giờ ngày 27 tháng 12, cao nhất 0m82 xuất hiện lúc 10 giờ ngày 28 tháng 12. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh thành trong cả nước.